Rồi em có cái đầu Echo 601 nha anh em. Cái đầu này đầu bãi nha. Đủ đồ hết nha anh em, máy đẹp. Máy đẹp ken luôn. Anh em nào dùng làm hàng to cổ này thì alo em ha, bao hơi anh em. Còn lửa thì em giật thấy có lửa đó nha anh em. Mở ra giật lửa cho anh em coi ha. Anh em về làm tự xử ha. Mở mẫu ghi ra giật lửa cho anh em coi. Con này hơi thì em giật đây giật à. Hơi căng anh em. Bao hơi ha. Còn lửa thì dòng này thì không có bao được rồi, tại nó xài vít lửa mà. Chỉ là bao có lửa cho anh em thôi, về anh em xử vệ sinh vít lửa lại lụm tiền ha anh em. Rồi đầu này em bán anh em 4 xịn ha. 400k. Anh em về vệ sinh vít lửa lại rồi cho nổ rồi lên lam bán cho khách nha anh em. Dòng này thì siêu to rồi, tới 61 luôn mà. Để anh dịch cho. Lửa anh em. Lửa đẹp luôn anh em. Con này về vệ sinh là lụm tiền.